Xin các bạn cung song ngư. Đây là thông điệp của bạn. Từ 25 đến 30 tháng 4 năm 2022, chúng ta sẽ xem và điều gì xảy ra với song ngư trong khoảng thời gian này. Say what you love. Các bạn đang khá là an toàn để yêu. Và các bạn có một cái engagement, có thể là các bạn đang phải đối mặt với một tình thế hứa hẹn với hôn nhân. Bạn đang bị kiểm soát trong một quan hệ này. Đây là một người khá là trẻ và họ đến với cuộc sống của bạn. Họ khá là yêu vẻ đẹp của bạn, họ đã khá là ngưỡng mộ cái vẻ đẹp của bạn. Mặc dù bạn là một người khá là giản dị nhưng mà họ vẫn yêu thích cái vẻ đẹp đó. Thời gian vừa qua thì bạn đã cảm thấy là bạn vượt qua một số những chuyện, có thể đó liên quan đến sức khỏe. Bạn đang hồi phục. Bạn đang muốn lựa chọn hướng đi mới, có thể là tình yêu, có thể là công việc. Các bạn khá là dũng cảm. Các bạn đang muốn lựa chọn cho mình những cái hướng đi mới. Các bạn đang khá là lo lắng và mệt mỏi. Cái người người kia, đối phương của bạn ấy, họ đang suy nghĩ và họ đang chưa đưa ra được một cái quyết định cho cái câu chuyện của hai bạn. Bạn có thiên thần bảo hộ của tình yêu và bạn đừng lo lắng quá, bởi vì cái nguồn năng lượng này, cái nguồn năng lượng khá là tích cực ở đây. Các bạn có The Sun, các bạn có Door to Spirit và Journey, các bạn có Door to Personal Healing and Happiness, các bạn có Healer of Ages, các bạn có cái sự chữa lành nó sẽ đến từ bên trong, nó sẽ đến từ những người mà họ có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên, có thể là bạn bè, gia đình và mọi người xung quanh, họ có thể giúp cho bạn có thể cân bằng được cái nguồn năng lượng đó. Cái khoảng thời gian này thì bạn cảm thấy khá là mệt mỏi và cảm giác như kiểu mình bị cô lập ý. Mình không muốn làm cái gì cả và mình cảm thấy mình muốn rời xa tất cả mọi thứ. Bạn vẫn đang dính mắc với cái câu chuyện tình yêu của cái người, với cái người đó, với cái người young male. Yes, it does. Đây là cái người đó. Và bạn đang cảm thấy bạn vẫn dính mắc cái câu chuyện tình yêu đấy cho đến bây giờ, trong cái giai đoạn này, cái thời điểm này. Nó đang xảy ra một số những chuyện ngoài muốn. Có thể là một là các bạn sẽ dẫn đến hôn nhân, hay là ở đây mình thấy có cái lá con quỷ. Các bạn hãy cẩn thận với những cái gì mà nó sẽ diễn ra trong khoảng thời gian mà bạn chưa hiểu hết về người này và chưa có thể biết được những cái điều quan trọng từ người này. Và các bạn hãy cẩn trọng với cái mối quan hệ này, với cái mối quan hệ mà bạn cảm thấy bạn muốn có thêm cái khoảng thời gian để các bạn có thể kiểm chứng, các bạn có thể có được một cái khoảng thời gian để các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về người này. Thì theo mình thì đây là một cái khoảng thời gian để cho các bạn cần phải lắng nghe lại trực giác của mình. Listen deeply, hãy lắng nghe một cách sâu rộng hơn trực giác của mình và đưa ra những cái quyết định sáng suốt cho cái câu chuyện tình yêu này. Đây là thông điệp của các bạn. Song ngư, hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Bye bye.